ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay mình với tất cả các bạn sẽ đến với một cái tựa game mới. Nó mang tên là Chắc Lai. Tức là chắc là xe tải, mà còn lai là cuộc sống đó. Tức là cuộc sống của những người lái xe tải, hay là cuộc sống gọi là về cái chiếc xe tải đấy. Và cái tựa game này nó là của Trung Quốc, nên các bạn biết tất cả các xe trong game này là xe của Trung Quốc. Mà các bạn biết là xe Trung Quốc nó chạy rất là nhiều ở Việt Nam các bạn. Nên là mình đã quyết định mua ngay cái tựa game này và chơi liền các bạn. Game này cũng vừa ra mắt khoảng đâu 1-2 ngày trước thôi. Đấy, thì mình đã vào. Và đây là cái mục đầu tiên khi mà chúng ta vào. Đa số là tiếng Trung Quốc các bạn, nhìn không hiểu cái gì là gì luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ tạo lại hồ sơ nha. Hôm trước mình đã tạo một cái rồi, nhưng mà mình sẽ chơi lại từ đầu. Đây, đầu tiên nó cái mục này là mình nghĩ là chắc chắn là sẽ là tên tài xế rồi. Nguyễn Quý Gamer. Đấy. À, nó tra nó viết chữ game không đủ nữa. Rồi. Ở đây là cái phần để biển số các bạn. Thì biển số của Trung Quốc nó sẽ có 3 phần. Thứ nhất là cái hình như là tỉnh. Đây là tỉnh của cái giống như mình vậy đấy, tỉnh Cần Thơ hay là tỉnh thành phố Cần Thơ hay là Vĩnh Long này nọ đâu, thì cái biển số nó sẽ khác. Đó, trong này thì nó không có số mà nó là chữ luôn. Mình cũng không biết là để chữ gì bây giờ đây. Để đại nha. Con này cũng vậy luôn, các ký tự A B C D. Thường Việt Nam là C đúng không? Xe là bằng xe tải. Đấy. Và biển số là 210 chấm. Thôi không chấm được à. 210 29. Ồ, như vậy là biển số của Trung Quốc nó không có chấm được các bạn. Biển số nhà mình đây, 210 29. Rồi. Ok, vào đây. Thì đây là cái hồ sơ mình vừa tạo xong, và các bạn biết là nó không có dữ liệu gì hết. Và bây giờ mình sẽ vào game luôn. Ok. Đây, bây giờ nó sẽ load vào game đây các bạn. Đấy. Mấy con xe trong này đa số là xe của Trung Quốc sản xuất hết. Đó, nhưng mà nhiều khi cái logo nó không có nó không có gắn cái logo giống cái chiếc xe ở ngoài thôi. Nhưng mà các bạn nhìn cái kiểu thì nó lại mi trang ngoài luôn. Vì cái logo thì phải dính tới bản quyền nữa các bạn. Ok, thì bây giờ đang load vào game các bạn. Cảnh quan đồ này nọ là rất là giống ở Trung Quốc các bạn. Nên là nhìn nó rất là thực tế. Và nó là châu Á mà. Nên nó nhìn cũng rất là Việt Nam. Chơi cũng hay ho. Đấy. Ok, bây giờ đang load vào game. Đấy. Vô rồi đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có mặt trên một cái chiếc xe gì đó. Ừ, có con mèo nữa mấy không? Ok, mình vào game rồi các bạn. Hiện tại mình đang trong một cái chiếc xe nhỏ. Xe tải nhỏ. Ôi trời má ơi. Chở heo mấy ông ơi. Xe tải chở heo. Đấy, hiện tại ôi để biển số tôi đây, 210 29. Con này thì mình không biết là con xe tải gì nữa. Mấy bác đợi xíu, con giới thiệu cho fan xe một tí rồi đi nha. Ơ không thấy tài xế à. Đây thì đây là một chiếc xe tải nhỏ. Đó. Chở heo các bạn. Chở mấy con quỷ heo, 2, 4, 6 quỷ heo đứng lắc đuôi các kiểu kìa. Đó. Đây là phía xe phía ngoài nè, bây giờ mình sẽ xem ở trong nha. Đứng đợi một tí bà con ơi, không có lâu đâu. Trong này chúng ta sẽ có một cái con mèo gọi là thú cưng của tôi. Đấy. Gì nữa ta. Rồi, đây là cái vô lăng của nó. Kiến hậu nè. Kiến hậu bên kia luôn. Cần số, thắng tay. Rồi, chắc không còn gì. Bây giờ mới vào thì nó sẽ kêu chúng ta đó làm. Gọi là các bạn nhìn ở dưới góc bên bên phải ấy, thì chúng ta sẽ có cái bản đồ thông số xăng nè, rồi thông số xe, xe gọi là hư xe bao nhiêu ấy, và cái cuối cùng đó là cái hàng hóa. Đấy, nó coi chiều khi nó chạy bị ảnh hưởng hàng hóa là nó bị giảm phần trăm, tất nhiên là chúng ta sẽ được tiền ít rồi. Rồi là cái có tốc độ nè, hộp số nè, và cái S2 là cái gì ta không biết luôn. Và đồng hồ giờ hiện tại là 14 giờ, tức là 4 giờ à 16 giờ, tức là 4 giờ chiều các bạn, gần 5 giờ rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào số 1. À quên đề máy các bạn ơi, mình sẽ đề máy lên. Đấy. Sao thắng tay à? Hạ thắng tay chưa? Sao lại mở đèn lên là cái gì? Tư. À đề máy đây. Đó. Các bạn không biết có nghe tiếng máy không nhỉ? Đây 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 đây. Đó. Ok. Xe này nó có tổng cộng là 3 số hay sao ấy. Rồi mình sẽ nhan bên phải nè. Chúng ta sẽ đi theo cái GPS các bạn. Nó kêu bấm F6 là cái gì ta? F6 là cái gì?
少西之滨，距离杭州市区二十公里。每年秋天，漫山遍野的红叶竞相绽放，美不胜收。十月份一定要记得来指南村看一看。Nó kêu mình bấm F6 nào mà mình không biết F6 năm là cái gì luôn ấy. Sao chạy được có 90, sao có chạy có 9 km/h vậy? Trời đất ơi. Tắt cái đèn ơi. Đấy. Ôi cái này gặt mưa nè các bạn. Kèn ơi. Sao không có kèn? À đây kèn này. Kèn nhấn bàn phím. Sao nó chạy chậm vậy? Rồi làm sao chạy nhanh được đây? Ơ. Sao nó chạy chậm vậy ta? Mình không biết làm sao để cho nó chạy nhanh luôn ấy. Hay là chở heo nó nặng quá ta. Mình lên Ủa gặt lên từng số luôn à. Ủa xe này nhiều số lắm mấy ông ơi. Đây số 1 nè, số 2 nè. Số 2 từ từ nha. Đây là số 1 đúng không? Rồi vô xe cái đây, vô xe cái đây. Số 1 nè, lấy tốc độ. Xong rồi lên số 2. Ơ. Đây số 2 đây. À, mình phải vào số các bạn ơi, mình phải vào số. Mình tưởng nó chạy là gặt lên là nó vô số rồi. Đây số 3 nè. Hả? À, thì ra là như vậy. Ok, ôi bắt đầu trời tối rồi các bạn ơi, 5 giờ chiều rồi bắt đầu trời bắt đầu sụp xuống rồi đấy. Hỏi thêm cái đèn nha. Rồi, hiện tại cái đoạn đường mà cái đoạn này cho chạy 50 km/h, chạy nhiều quá nó sẽ bị hiện qua màu đỏ kìa. Rồi, công việc chúng ta sẽ là vận chuyển hàng lên trên núi. Cái kèn này sao nó bấm nó không có đi, nó không có tiếng dài vậy ta? Tiếng kèn sao sao ấy các bạn. Ok, càng ngày càng lên cao luôn ấy. Núi này núi gì ở Trung Quốc ấy các bạn. Rồi, lên luôn. Cái game này thì mình chơi mình thấy nó cũng hay ho đó các bạn. Nó cũng tự tựa như là cái game ETS2 vậy đấy. Nhưng mà có một điều là mình thấy cảm thấy nó vẫn chưa có mượt mà lắm, nó còn hơi lắc. Cái này nó chỉ có khoảng 30 mấy FPS thôi. Phải 60 FPS nha, ETS2 thì nó mượt lắm. Rồi, đến địa điểm gì rồi? Từ từ chúng ta đến đâu rồi các bạn ơi? Đi đâu nữa? Đây là cái gì đây? Một cái bãi đậu xe thôi. À. Rồi, lên đây này tiếp tục nữa. À, ghé vào bạn ơi. Rồi, nhanh vào, ghé vào. À, mở cổng luôn các bạn ơi. À, nhưng mà chúng ta sẽ gọi là vận chuyển hàng lên... chưa trả về số. Chúng ta sẽ vận chuyển hàng lên trên này. Ok, rồi enter nè, nó kêu mình enter. À, nó cũng cho chúng ta ba cách thức để trả hàng. Trả hàng này là giống ETS2 hay gì đó các bạn. Mình sẽ gieo vào chuồng để cho nó khó. Đó, mình xem cái chuồng nằm đâu. À, đây. Mình sẽ chạy vào đó để mình cho con heo vào đó các bạn. Đấy, nhấn lên. Sao không nghe tiếng xe nữa rồi ta? Ơ. Trong này thì nghe tiếng xe. Vì là game mới nên nó còn rất là nhiều lỗi các bạn. Ok, giờ số gia đâu rồi. Đây. Rồi, để gia vào nha các bạn. Nhìn vô kính hậu nè. Vô chưa ta? Ôi thật đó, sao méo xẹo vậy cha? Sao méo xẹo vậy rồi? Sao nữa? Enter à? À, rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ các bạn, và chúng ta được 900 gì đấy. Cái này không biết là tiền hay là cái gì nữa. Ok. Rồi, lại nói cái gì luôn, tôi không hiểu gì luôn các bạn. Rồi, ok. Như vậy chúng ta là đã hoàn thành vừa xong một cái nhiệm vụ rồi. Và chúng ta đã vào game bây giờ nè các bạn. Đó. Bây giờ là trời sáng rồi, bây giờ là 8 giờ sáng rồi. Chúng ta nguyên ngày hôm qua đã chở heo xong. Bây giờ mình với các bạn sẽ chạy tiếp tục đến cái địa điểm đằng trước kìa. Đề máy lên nè.
mình set nút lên vô lăng không hết nên là vừa bấm vô lăng vừa bấm bàn phím nên hơi cực tí. Đấy, để máy lên rồi. Rồi sẽ chạy lại đây nha. Hiện tại thì mới lập nghiệp để mình có cái con xe tải nhỏ này thôi. Sau này có tiền mình sẽ mua xe tải khác. Đây là cái bảng điều khiển của cái từ game. Chúng ta sẽ có 5 mục. Mục đầu tiên này là cái mục thông số cái chiếc xe, thông số game của mình. Cái này tôi cũng không hiểu là cái gì nữa. Cái thứ hai là cái mục mua xe. Thì hiện tại trong game nó có khá là nhiều xe. Đầu tiên là cái con này mình đang có đầu tiên nè. Thông số của nó nè các bạn. Phải 5 số hay là cái gì đấy và chạy nhanh nhất là 130 km/h hay gì đấy. Cái chiếc thứ hai thì chiếc này xe tải thùng. Thùng mà thùng dài các bạn. Con này là thùng ngắn. Đó. Con này thì chắc các bạn nhìn thấy quen thuộc rồi đúng không? Khá là quen thuộc luôn. Việt Nam chỉ rất là nhiều. Con này cũng vậy. Con này là con đầu kéo à. Ồ, con này con đầu kéo bạn ơi. Cuối cùng cũng là một con đầu kéo luôn. Đó, các bạn nào mà có gành về xe tải các bạn đón giùm mình mấy chiếc ta? 6 chiếc xe này nha. Đó. Mình không biết còn nữa không ta? À hết rồi, hiện tại là chỉ có bao nhiêu thôi. Và mình đang mong đợi là sẽ mua được chiếc này các bạn. Rất là giống Việt Nam luôn. Xe 4 chân các bạn. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Đây là một xe đúng không? Thứ hai là cái mục mục thứ ba đó là cái mục bản đồ. Bản đồ rất là lớn nha các bạn. Hồi nãy là mình chỉ chạy một đoạn nhỏ này thôi đây. Bản đồ rất là lớn, không biết cái này nó thuộc cái địa phận nào của Trung Quốc nữa. Ok. Cái mục thứ tư này là cái mục gọi là để nhận nhiệm vụ. Hiện tại mình vừa vào cái này xong nè. Chúng ta có thể là chở mấy cái hạt này hay là cây bông này, cái gì lúa lúa gì nữa nè. Không hiểu tiếng ấy mà. Và cái mục cuối cùng là một cây đặt thôi. Các bạn có thể là setting vô lăng bằng cái mục thứ ba này nè. Vô lăng là các bạn chọn ở dưới. Đấy. Chọn xong các bạn chọn này một cái. Trên này là một lái bằng bàn phím. Các bạn có thể là lái bằng bàn phím được nè. Đó. Mình thì lái vô lăng. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhận cái một cái nhiệm vụ nào nha. Cái này là in đúng không ta? Ký hiệu này nè. Chở cái này chúng ta sẽ được ui hơi xa đó nha các bạn. Cái này là chở cái gì ta? Tiếng Trung Quốc không mà mình nhìn hình mình cũng không hiểu nữa. Thôi cứ chọn đại cái này nha. Rồi, chọn. Nó kêu đi lấy hàng cái gì đấy. Mình sẽ chọn cái nào để cộng 5% này. Là gì? Hàng đâu? Đây mình thấy rồi. Xe đề máy lên chưa vậy? Đề máy chưa? Rồi, đề máy rồi đấy. Ok. Bây giờ mình với các bạn sẽ gọi là đậu vào cái chỗ này để mình sẽ chắc hàng lên đúng không ạ? Hình như cái cam ngoài nó bị lỗi âm thanh hay sao ấy. Ra ngoài hết nghe tiếng xe luôn rồi. Rồi gieo vào đây. Bấm T để nhận hàng. Đa số các phím nó có tựa như ETS 2 vậy đấy. Ui. Chúng ta chở cái gì vậy ta? Hình như là bò viên đúng không? Nó cứ không phải. Giống như hạt ốc chó vậy đấy. Cái này là cái gì các bạn? Ê, nghe tiếng xe nè. Nghe tiếng động cơ lại nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình. Nó kêu chúng ta sẽ là vận chuyển cái cục hàng này đến cái địa điểm cần giao. Ok, sẽ bọc ra. Mở cửa. Đấy, quang cảnh là nói chung là của Trung Quốc mà các bạn, nên nhìn nó cũng thuận mắt nữa. Làm sao để tắt được cái bản đồ ở đó chứ? Có cái GPS nó làm mắt cái góc nhìn vãi luôn ấy. Đâu rồi? F5 là nó sẽ khóa cái màn hình lại. F6 chứ, F6 nó sẽ khóa màn hình lại. F5 nó sẽ mở ra. Đây, ví dụ các bạn muốn chơi cái góc nhìn ở đây, các bạn ở đây bấm F6 cái nó giữ, các bạn di chuyển chuột là không được luôn. Cũng hay, khi nào các bạn muốn di chuyển thì các bạn bấm F5 cái nữa. Rồi, mình sẽ lấy góc nhìn này luôn. Tắt đèn đi. Sáng sớm mở đèn, nó trúng chữ cái gì. Rồi, vô số 2. Số 3 luôn nè. Rồi, chúng ta sẽ rời khỏi cái căn nhà hồi nãy. Cái căn nhà hồi nãy là cái chỗ trả hàng và lấy hàng. Không biết cái nhà đó phải của mình hay không nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu rời khỏi cái căn nhà đó của chúng ta, vận chuyển cái cục hàng này đến một cái địa điểm thứ hai. Cái này là như là hạt ốc chó thì phải các bạn. Game này nói chung là cũng một trong những game rất là hay đấy các bạn. Nào có tiền là nên mua thử chơi thử. Còn gắt thì mình chưa có thấy trên mạng. Và các bạn nên mua game để ủng hộ nhà phát hành nha.
Game này chơi ok nhưng mà có một vấn đề nó hơi lắc các bạn. Một chiếc xe cứu hỏa kìa. Ui, cái chiếc xe gọi là xe gì ta? Cái chiếc xe vừa ra qua là mình là chiếc xe ba gác các bạn. Đấy, xe lam, xe ba gác gì ở Việt Nam mình đấy. Nói chung chơi này nó hình ảnh nó rất là giống Việt Nam mình luôn. Sướng lắm. Cứ chơi đi mấy ông. Ôm cua nè, đường đèo các kiểu đó mấy ông thấy không? Cái này là tại game lắc nha, không phải máy tôi yếu mà nó lắc nha. Nó hơi giật giật các bạn thấy không? Nó không có mượt mà. Ui, xe khách đây kìa mấy ông ơi. Hay thật sự. Đường phố thì phải nói thôi rồi, giống Việt Nam ổ gạo dịch cũng có. Ui, cái xe cấp cứu nữa. Hay chưa? Chưa thấy xe công an thôi, không biết một tí đi có bị công an kêu vô gì không nữa ta. Đồ họa cái game này nó cũng được ấy. Ê ê ê, lách. Ôi chiếc xe vừa qua mà là chiếc xe tải nhỏ nó chở mấy cái bánh xe ấy. Ui một chiếc xe tải nữa nè. Ủa không phải mà xe hộp gác. Ờ không phải xe tải ấy, xe tải. Ui một chiếc xe 16 chỗ, con này là Fortune Ship nè. Ui y trời, sướng thật sự. Xe mấy ông thấy nhìn quen thuộc không? Tại game này của châu Á mà nên mấy ông nhìn sẽ quen thuộc. Tí không biết có thấy Taco Mobile Home không nữa. Rồi đường này nó sẽ cho chúng ta chạy 60 km trên 1 giờ nha. Kèo là tiếp theo là một chiếc xe con nè, con này là con gì đây? À không biết luôn. Này một chiếc xe tải nhỏ nè. Rồi đi, let's go. Vô số 4 chạy luôn nè. Đó, bây giờ bên phải mình là núi, bên trái là sông. Lâu lâu cái game nó mượt được một đoạn, cái lâu lâu nó lắc. Chơi cũng hơi bực bội cái vấn đề này. Mình nghĩ sau này game nó sẽ update lên cái vấn đề này. Cảnh đẹp thật luôn các bạn. Cảnh đẹp thật sự. Cái đoạn đường mình đi bao xa vậy ta? Hiện tại cái xe chúng ta còn 97% xăng, không có hư, mình chưa có đụng gì hết đấy. Ui một con gì đó nè, hình như là con Mercedes hay gì ấy nè, pho chanh xít nữa nè. Ui game này nó chuyên lái những chiếc xe tải nhỏ nè, mà xe tải gọi là không phải xe tải mà nhỏ xíu, xe tải nhỏ ở đây là xe tải mà như là mấy con ở Việt Nam vậy đó, không phải container thôi, tất cả xe tải khác đều gọi là xe tải nhỏ, container gọi là xe tải lớn thôi. Game này nhiều khi cái đồ họa nó còn đẹp hơn ETS 2 nữa các bạn, nó làm chi tiết hơn nữa ấy. Có một cái là nó hơi tiếc là hơi game hơi lắc thôi. Không biết Việt Nam mình khi nào mới làm được một cái tựa game như vậy mà. Ê bạn ơi. Đây xe trước mặt mình là một chiếc xe tải nhỏ xíu. Ê cây thật sự chứ. Nó chơi nó đang gấp mình các bạn. Đụng hư mẹ 96% rồi. Chạy vậy không đấy. Cây thật sự chứ. Qua đi bạn ơi, lủi vô xe tôi nữa đi. Trời ơi là trời ấy. Ê, ông mình quá phát hiện nha. Đây nè, cái hộp số ta gặt là nó sẽ gặt theo luôn ấy. Đấy, xịn sò không? Còn gì phải cãi nữa mấy ông, game hay nó như thế, tại sao không mau chơi nó đi. Ok, let's go. Game này cái hộp số mình á, nó kiểu là nó chỉ gặt lên gặt xuống thôi, cho nó lên số thôi, chứ nó chưa có xài được hộp số H. Hộp xài số H thì chơi nó thoải mái hơn. Ủa mình chạy bắn thật, mình chạy nhanh dữ vậy ta. Đoạn này nó cho chạy 60 các bạn, mình chạy 80 mấy luôn, 90 luôn. Công an bắt thấy bà luôn. Một cái biển gì đây, không biết luôn. Rồi đi qua luôn. Mình giờ mình không biết là cái mình đi bao xa nữa ấy. Cứ chạy mẹ nó vậy đi. Cái tiếng càng kì ấy, càng nó bị hư à. Kì ấy.
nó lắc vậy? Đây phía trước mình là một con Fortranship đó nè. Tôi nhìn cái kiểu đó tôi biết mà. À, chúng ta chuẩn bị vào thành phố rồi các bạn ơi. Và chúng ta sẽ rẽ phải nè. Rồi, rẽ phải. Ok. Về số 1 nè. Đang chờ đèn đỏ các bạn. Nãy giờ mình toàn đi trên núi không mà bây giờ mới xuống được thành phố nè. Phía sau mình có thêm một con taxi nữa nè mấy ông ơi. Đây. Đấy, hai em taxi. Phía trước mình là hai con Fortranship. Rồi đang là đèn xanh nè, đèn vàng mẹ nó rồi, là đèn đỏ nó rồi. Ui có camera nè, xịn sò vậy. Ok, về số no. Đây, cuối cùng thấy xe cảnh sát này các bạn. Ê. Ôi sao xe mà nó chợt. Ê sao dựng đây vậy bạn? Sao dựng đây vậy? Ê, sao xe cảnh sát nó dựng đây vậy các bạn? Nó tính bắt mình à? Ui có cái bánh bánh xe gọi là xe ấy nữa kìa. Từ đi tiếp rồi. Có cái bánh xe dự phòng đúng không? Rồi nhanh rồi đó nha, ôm cua nè. Rồi đi luôn. Rồi chúng ta chuẩn bị ghẻ trái. À vừa tới là đèn xanh luôn. Đấy vừa tới là đèn xanh luôn mấy không? Xe đâu vậy? Thôi, chứ cái xe nó biến mất luôn mấy không? Ủa con nói giống con Mazda như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Nói camera nữa kìa mấy ông ơi. Camera nó phạt nguội đấy. Chạy vô cẩn thận vào. Cái game này là nó đường châu Á đó các bạn biết, nó ít đường cao tốc lắm. Đa số là đường một và đường nhỏ hay là đường trong thành phố thôi. Xe hai bánh được rẽ phải không ta? À lộn, xe bốn bánh được rẽ phải không ta? Lại chờ đèn đỏ nữa nha mấy ông ơi. Trả về số. Cái này nó hơi khó trả về một tí, phải trả về từng số ấy. Đấy, chiếc xe ba gác nó đậu kế mình kìa. Ôi, đèn xanh rồi, đi. Ok. Ôm. Ui, trạm thu phí đó mấy ông. Có trạm thu phí đó nè. Quan sao ta? Ủa sao là sao từ. À chạm tự động tức là các bạn đi qua nó tự thanh toán tiền, nó không có cái cây cản lại. Rồi đi vào chạm thu phí. Chắc đường này đường gì ấy, đường cao tốc hay là đường gì ấy. Bạn đã chuẩn bị ôm bùng binh để rẽ bên trái xuống cao tốc. À nhưng mà chúng ta sẽ xuống cao tốc các bạn ơi. Ê. Đường nhỏ vậy. Đó, ô vào cái hầm. Đúng rồi các bạn ơi, xuống cao tốc. Đây là đường cao tốc. Đi xuyên hầm luôn. Chạy 90 là hết à. À này nó cho chạy đường này cho chạy nhiêu ta? Ủa cái gì vậy? Rồi chúng ta tiếp tục qua hầm nữa. Hình như qua hầm là phải mở đèn nha các bạn. Chỗ hầm là mở đèn. Đèn này giống đèn pha cái gì mấy cha. Mình sẽ có hai đèn, một là đèn thường nè, hai là đèn pha nè các bạn thấy không? Đó, hai đèn. Rồi, ủa, ra cao tốc rồi à? Kỳ vậy.
Ê, bạn ơi, lẹ đi bạn ơi, lẹ đi bạn ơi. Rồi, xuống đây bạn ơi. Không bắp càng được, cay thật sự. Sao nó xuống, nó chạy chậm gì vậy trời? Mình bị mắc chớn rồi, chả phải số thấp. Ê, tàu, ồ, tàu. Ê, rồi. Rồi mày lạng qua tao nó đi. Con quỷ xe xanh này chạy có viên chích liền. À chúng ta vẫn đang đi trên cao tốc các bạn. Sao xa dữ vậy ta? Hồi lên 90 km/h luôn. Cái chết chết là gì nó bắn tốc độ quá vậy mấy ông ơi. Rồi chuyển qua lane này thì chúng ta chuẩn bị ghe phải. Rồi ghe phải lên, ghe phải lên. Tiền phương yêu chuẩn. Lẹ đi bạn ơi, lại gặp xe xanh này nữa à, qua mặt nó luôn các bạn. Hơi khó qua đấy, đường này hơi hơi hẹp, hơi nhỏ. À chuẩn bị ra trạm thu phí rồi nè. Ê! Hên quá, thắng kịp. Cháy thật sự. Cái tụi này nó chơi nó chạy dâm ghì vậy đó. Và chúng ta đến một cái trạm thu phí tiếp theo rồi các bạn. Ở bên này nó có cây nè. À như vậy cái cây, ủa đâu có luôn. Không có. Mỗi lần qua nó trừ 50 yên. Rồi, đi như gần đến rồi kìa các bạn ơi. Chỉ gần đến rồi, ok chúng ta chuẩn bị kẻ bên trái. Ui mấy xe này nhìn vậy. Kìa, ý con này giống con Taco Bui hôm nè. Phải không? Nhìn cái đít giống giống. À không phải, xe này xe khách chạy trong thành phố. Không phải. Đấy, nhìn đít tôi tưởng Taco Bui hôm dừng nằm. Rồi con mèo tôi còn vậy. Ơ nó vẫn còn nữa các bạn. Tôi chơi tới khi nào con mèo nó lớn thì thôi. Ok đợi đèn xanh chúng ta đi tiếp nha. Như rẽ qua bên bên trái là tới nơi rồi. Rồi đèn vàng là đi. Chạy hỏi gớt heo à quên gớt thùng hàng nào cũng hay. Đâu ta, giờ gần tới nè. Lại đèn đỏ nữa. Lắm đèn thế. Ok. Hơ, quỷ đó chạy xe đó không dám đóng full cái mạc cái tấm bạc nữa. Rồi đi, đèn xanh rồi. Rồi cái địa điểm trả hàng mình nó nằm đằng trước luôn kìa. Đâu ta? Để chưa để mình xem mới đi thì sao ta? À qua bên kia luôn, nó nằm bên đèn xanh đèn đỏ bên kia ấy. Rồi. Đi, tiếp tục. Đây các bạn. Nó có cái cửa vào nè, đúng không? Rồi, quẹo vào. Đúng rồi. Đấy, tới công ty rồi. Giao hàng liền. Ok. Đây, đậu ở đây.
Ui xe tải bự kìa mấy ông ơi. Đây chọn cái cuối cùng luôn nè cho nó khó. Đây có mấy chiếc xe tải nữa nè. Đâu chẳng hạn đâu. À đây đây. Gia cái đích vô đây. Nó bị lỗi âm thanh mấy ông ơi. Con này giống con đáp vậy. Scania gì đấy. Rồi. Nhìn cái cam này hơi khó các bạn. Số lùi. Rồi, dê vô. Bên này rộng không? Ok. Đâu, để xem kết quả nào. Ui, lại da chuẩn vãi. Ok, enter. Như vậy chúng ta đã hoàn thành tiếp tục và chúng ta được 1888 gì đấy. Chả biết luôn. À, hình như là tiền các bạn ơi, tiền này nè. Đó, sau này chúng ta có tiền chúng ta sẽ mua xe được ấy. Xe này bao nhiêu tiền ta? Mình cũng không gành nữa. Hiện tại chúng ta được 121.988 yên. Đó. Ok. Thì đó là sơ qua cái màn trải nghiệm tập 1 của mình. Và nếu các bạn thích mình chơi cái tựa game này nữa thì đừng quên comment phía dưới. Mình sẽ cố gắng chơi cái tựa game này nhiều và cũng như là mua tất cả các loại xe này, và đặc biệt là chiếc này. Chiếc này là chiếc FAW. Gọi là con gì ta? Mình không biết gọi là con này con gì mà nên mình thấy cái tên là FAW ấy. Đó, là cái con này. Đó. Và chúng ta sẽ cũng như là trải nghiệm những cái đường cung đường ở Trung Quốc. Nó khá là giống ở Việt Nam mình. Đó, game này cũng khá là hay đấy. Nếu các bạn ủng hộ mình sẽ chơi tiếp. Ok, và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình, thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.